Xin chào các bạn. Hôm nay Sài Gòn Đo sẽ giới thiệu quy trình sản xuất cửa HDF cao cấp từ gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp đã qua xử lý tẩm sấy. Đầu tiên, chúng ta cắt gỗ nguyên liệu và đưa vào máy rau xẻ gỗ để chia thành nhiều thanh gỗ phù hợp với kích thước của cửa cần sản xuất. Thanh gỗ được xẻ sẽ được đưa tiếp vào máy bào cuốn hai mặt và máy bào bốn mặt tự động để xử lý đúng kích thước tiêu chuẩn theo yêu cầu của từng đơn hàng. Tiếp theo, chúng ta đưa thanh gỗ qua máy bào thẩm làm thẳng để ráp khung xương gỗ và khung bao cửa. Sau đó, thanh gỗ đã được làm thẳng sẽ cho qua tiếp máy nhắm thùng để bào mịn mặt gỗ. Đối với khung bao, chúng ta sẽ có thêm bước đưa qua máy tu bi để xử lý các khe rãnh và nẹp chỉ. Bây giờ chúng ta tiến hành cắt thanh gỗ và ráp khung xương cho cánh cửa. Các khung xương cửa gỗ định hình được kiểm tra độ dày và kích thước theo từng đơn hàng cụ thể. Chúng ta sẽ dùng súng bắn nẹp hoặc đinh vít để cố định khung xương cánh cửa. Khung xương được cắt ngắn so lại hai mặt nhằm xử lý triệt tiêu sới gỗ, tránh bị cong phên khi ép ở nhiệt độ cao. Bên trong lõi khung xương được sử dụng bằng vật liệu tổ ong honeycomb hoặc bóng thủy tinh rock wool chống cháy, cách âm, cách nhiệt để lấp đầy các khoảng trống bên trong khung xương. Tiếp tục, chúng ta lăn keo hai mặt khung xương cửa và tấm honeycomb để tạo liên kết với tấm da HDF cao cấp. Sau đó, ta đưa cánh cửa đã được dán keo vào máy ép nguội trong vòng 6 đến 8 giờ để tạo lực liên kết chắc chắn và chống cong vênh. Đến bước này, chúng ta rong, cắt lại cánh và khung bao cho chính xác theo kích thước yêu cầu của đơn hàng.
Và công đoạn kế tiếp là đưa qua máy dán cạnh để dán cạnh chỉ PVC cho cánh cửa và khung bao. Dán cạnh xong, chúng ta khoét ổ khóa và đục lỗ thông hơi trên đầu và đáy cánh cửa, lưu kho để tạo độ ổn định, cân bằng áp suất bên trong và bên ngoài cánh cửa. Sau đó, chúng ta sẽ chà nhám nẹp cửa, khung bao và cánh cửa trước khi tiến hành sơn hoàn thiện. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ lắp đặt phụ kiện khóa bản lề, sau đó vệ sinh, đóng gói và vận chuyển, bàn giao sản phẩm đến công trình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cảm ơn các đối tác, quý khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm tại Sài Gòn Đo. Quý khách hàng hãy đến và trải nghiệm cùng Sài Gòn Đo ngay hôm nay để nhận được sự tư vấn và ưu đãi hấp dẫn nhé.